quý vị và các bạn, từ đầu tháng 11 đến nay, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã được tổ chức đồng loạt tại các cụm dân cư của 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Thông qua các hoạt động ý nghĩa, thiết thực tại ngày hội đã khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân thực hiện đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Trang trọng, ấm cúng, mang đậm dấu ấn vùng miền, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đậm đà bản sắc truyền thống dân tộc là điều dễ dàng nhận thấy tại Ngày hội Đại đoàn kết được tổ chức tại khắp các địa phương trong tỉnh. Ngày hội Đại đoàn kết thực sự là ngày vui của toàn dân, các địa phương lên kế hoạch và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cụm dân cư, như tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, khó khăn, ra quân vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng cây xanh. Bên cạnh đó, việc thực hiện gian trưng bày, giới thiệu, bày bán sản phẩm nông sản, các món ăn truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc được chuẩn bị chu đáo, không chỉ tạo điểm nhấn cho ngày hội mà còn góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân địa phương. Chúng tôi cũng muốn là làm từ cốm thì muốn phát triển kinh tế là làm để ra những cái hội trường cho có hiệu quả hơn và để nó tăng thu nhập hơn là cấy tẻ. Ngày hội năm nay, phần lễ đã được rút gọn để dành nhiều thời gian cho phần hội, song vẫn giữ được sự trang trọng với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, đặc biệt là kêu gọi sự đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân cùng chung sức, đồng lòng, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Phần hội được diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao, đặc sắc, hấp dẫn, đậm đà bản sắc dân tộc của các cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, như tổ chức giao lưu bóng chuyền, thi làm cốm, giã bánh dày, làm xôi bảy màu, chơi trò bịt mắt bắt vịt, đánh đu, đánh quay, nhảy sạp, múa xòe, qua đó tạo không khí vui tươi phấn khởi, đoàn kết giữa nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Mong muốn có một ngày cuối năm để bà con được tụ tập mà vui vẻ, đoàn kết như thế này. Có một ngày như thế này là chúng tôi rất là mong muốn và rất là phấn khởi ạ. Tinh thần đoàn kết của nhân dân trên địa bàn tỉnh không chỉ được thể hiện tại ngày hội, mà khi thế ấy còn được quần chúng nhân dân cụ thể trong từng phong trào, hoạt động thi đua yêu nước. Nhân dân không chỉ đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, cùng động viên giúp đỡ nhau chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, mà còn hưởng ứng tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai ở lại phía sau. Thì Mặt trận Tổ quốc xã tham mưu là giúp đỡ 15 hộ dự kiến thoát nghèo năm 2019, thì giúp đỡ cách tức là chăn nuôi, trồng rau. Thứ hai là hỗ trích quỹ vì nghèo hỗ trợ 15 hộ bằng vật nuôi. Thì cái nguồn lực và cái lực lượng chính là từ người dân. Và cái cuối cùng thì chúng tôi đánh giá đó là cái sự tích cực của người dân trong việc phát huy dân chủ. Nghĩa là người dân chủ động hơn trong việc tham gia xây dựng đảng, rồi tích cực trong cái việc tham gia xây dựng chính quyền để làm sao ở tại chính ở khu dân cư phải vững mạnh. Thì xã vững mạnh, huyện vững mạnh thì tỉnh mới vững mạnh được. Với phương châm lấy sức dân để tổ chức đời sống cho dân, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 đã và đang diễn ra hết sức sôi nổi với sự hưởng ứng nhiệt tình của cả hệ thống chính trị và toàn thể bà con nhân dân. Đây được xem là tiền đề thúc đẩy các phong trào, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.